I'm okay. Oh, I'm okay. Dở quá. Hello, xin chào. Cô trợ lý giàu có đây rồi. Ủa, nhà giàu mà sao không ngồi ăn mì với em? Mì ngon. Nhà giàu mà phải ăn mì hả? Chị tưởng em phải ăn mì Ý rồi mì spaghetti hay là mì gì đỉnh đỉnh chứ? Mì tương đen Hàn Quốc. Ê, hay là hôm nay mình ăn mì tương đen Hàn Quốc với tất cả mọi thứ. Rồi chị tính lấy mấy cái mì của em đi gì? Trời đi, đừng mới mơ. Trả cái mì chị. Trả cái mì. Đúng là nhà giàu của khác. Ôi ơi, có một lần nó mua mì ra. Hôm nay chúng ta sẽ ăn tất cả mọi thứ với lại mì tương đen. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc làm sao mà có thể ăn tất cả mọi thứ với mì tương đen đúng không? Đây. Đinh. Chúng ta có nước sốt được làm từ mì chá chăng, mì tương đen. Ê, chào san hảo chung của rỉnh, vợ dẫu bình chi linh, vợ xì hoan bình chi. Không hiểu sao câu đó thành trend được luôn á. Nhưng mà vợ xì hoan bình chi linh á. Chúng ta hãy cùng hủy hoại cái bình chi linh này nào. Bum. Ok á. Ok á. Ê, nó không ghê như mình nghĩ hiểu không? À, nhìn giống như sô-cô-la vậy. Không ok. Và phút xíu anh cho cờ Vinh Chi Linh chấm vô cái đít văn. Gì vậy? Nhìn thấy sao dùm chị? Hảo chưa? À, bất ngờ chưa? Tôi tìm được kẹo dẻo mì tương đen. Đây, để bóc ra ăn thử. Mình sẽ ăn kẹo dẻo mì tương đen kết hợp với mì tương đen thật. Trời ơi, thành cái hộp mì luôn nè. Ôi trời ơi, nó cũng có cái hộp sốt luôn. Trời ơi, cái này xịn vậy. Ủa, nó có thịt đồ, nó có cả trứng nữa nè. Nó là kẹo dẻo mì tương đen thiệt luôn. Ôi, dễ thương quá à. Bỏ hạt đậu rau vô. Rồi, bỏ trứng vô. Trời ơi, cái này dễ thương quá à. Rồi, mì tương đen vô nè. Ôi. Nó dở quá. Trời ơi, hóa học quá. Cứu chị nhanh. Trời ơi. Ủa, cảm giác giống như mình ăn cục nhựa vậy á. Ăn quả trứng coi. Quả trứng nó thơm. Nó không cứu được, chứ cái này muốn xỉu ngang luôn á. Cái này giống cái kẹo thúi vậy. Đúng rồi, cái như bên kẹo thúi. Bé mì tương đen bé. Chê quá, chê, món này chê, ghê chê, quá chê. Oh, xỉu. Đây, cái kẹo này ngon nè. Ăn được nha. Cái này ăn thì được. Chứ cái này ghê lắm. Cái này biết không? Nó chấm ra thì cái vị nó sẽ tách ra làm hai. Cái vị sốt tương đen duyên à. Trong cái vị đó nó hết. Cái vị mình ăn cái vị đó thì mình ăn cái vị kẹo dẻo. Thì nó bình thường à. Hai cái này nó hòa quyện nhau luôn. Mình ăn cái miếng mì vô đúng không? Thì cái mì mình nhai cái mì. Cái mì nó bể ra xong nó kết hợp với cái sốt. Chứ xong một cái mì mới nó đi vô miệng mình. Mình lại nhai mình lại kết hợp với cái sốt, hai cái nó hòa quyện với nhau. Trời ơi, chịu không nổi luôn á. Trâm ơi, hôm nay Trâm ăn cái gì? Biết ngay bạn Trâm có đồ ăn mà. Trâm đang ăn cái gì cưng? Không ăn ngon lắm. Ăn chút với Trâm. Có một nguyên liệu bí mật. Nguyên liệu này là nguyên liệu như là tổ tiên để lại á. Sô-cô-la, không có gì đâu, sô-cô-la. Thôi chị ăn hết luôn. Ủa, không ăn hả? Có những thứ giữ cho mình. Cầm giùm chị, để chị ăn thử. Ê, tự nhiên cái mỏng nó tỏa ra ghê quá nè. Ngon, chăm thử không? Nhưng tự nhiên cái màu này chị thấy mắc ngon lắm rồi. Sao cũng chê. Cảm ơn em chị đã ăn hai bao chê. Tí mà để chăm tôm cái cây nữa nè. Ây da, rất là đặc biệt, hôm nay là tình cờ là sinh nhật của một anh ở trong công ty nữa. Wow. Chị chấm phá giống như kiểu... Đó, chắc vậy cũng được á hả? Hơi đặc quá. Nhiều hơn xíu. Nhìn là giống sô-cô-la rồi đó.
Lên. Tèo tèo tèo. Ủa sao tự nhiên cái cao văn phòng này có mình ảnh vậy? Giống như được set up sẵn vậy. Anh ngồi chờ bọn em làm việc này đúng không? Em tưởng đây là subscribe bạc ti mà. Em đang mấy triệu sub rồi. Em mà ước gì cho em, anh ước cho anh đi trời ơi. Ước là làm việc với thế vậy vậy. Ồ. Dạ chứ lâu rồi không thấy anh làm việc với em á. Rồi, happy birthday anh. Để em cắt cho anh một miếng bánh sinh nhật nha. Anh ăn thử đi cái bánh kem này công ty nó mua anh ạ. Đây 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 đây. Ngon không anh? Muối hả? Không, nó là bánh kem. Anh ăn hết đi, chúc mừng sinh nhật anh á. Chi sô-cô-la, nó là sô-cô-la mới nè. Nó là một quả sô-cô-la mới. Anh chưa bao giờ ăn bánh kem muối à? Không thì ra nó không phải bánh kem muối. Kem muối là anh bị ra, nó là chi chocolate đó. Ngon không anh? Cái chỗ sô-cô-la con mỏi anh lắm. Con hai lần rồi. Thôi mà chúc mừng anh nha. Nhưng mà em thấy ăn nó cũng ngon. Mày cũng biết ăn cái bánh này cho không biến đổi gương mặt của tao luôn. Mà nó làm như vậy á. Thế nhưng mình gạt nó đi, mình ăn vẫn được, bánh này dưới vẫn ngon à. Không, bánh dưới không có gì đâu. Happy birthday anh. Bye bye anh. Hey, itadakimasu. Ủa nhưng mà đây là bánh cuốn mà. Lộn. Râu ông này cắm cầm bà kia rồi. Thì ra là ngon thì cũng không hẳn ngon, mà dở thì cũng không dở, nhưng mà ăn được. Cái này nó cũng có hơi mặn mặn, nó ngọt ngọt, ăn cũng ok. Nhưng mà có một điều là nó khác cái bình thường bánh này, nó hơi bị đắng một tí. Thế nên là mình ăn với cái này thì mình tự dưng trước khi mình ăn bánh cuốn, cái suy nghĩ mình nó dậy rồi đúng không? Chứ mà ăn vô cái miếng này cái tự nhiên mình thấy nó hơi bị, nó có một tí đắng ở chậm á, nên mình thấy nó hơi bị kỳ kỳ cái chỗ thôi. Thế thì ra là ăn nó cũng được. Mức độ ăn được là 7/10. Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Cái tiếng ghế nó hộp quá không? Nhưng mà đánh trống riêng. Sầu riêng. So beautiful honey. Tại nãy ta phải cho mày miếng như vậy để mày bớt cái miệng mày lại. Trời ơi, ngon kinh khủng luôn á. Không biết nó ăn được vậy. Ngon quá. Bị sốc về bởi vì nó hơi mặn. Không, nhưng có một điều phải thừa nhận, gọi là cái mùi của sầu riêng là một cái mùi rất là nồng nàn, mà không có một cái thứ gì mà từ trước giờ mình đã từng chấm qua mà nó có thể át được cái mùi sầu riêng hết. Cái loại này lúc mà bỏ vô nó sẽ bị sốc cái vị mặn lên thôi, nhưng mà cái hương mùi sầu riêng nó vẫn thơm ở trong miệng của mình, nó vẫn hòa quyện từ trong lưỡi xong lên tới mũi, xong mình thở ra xong mình hít vô lại. Nhưng mà mình thấy ăn nó cũng được á. Nó chỉ hơi bị mặn thôi, tự nhiên sầu riêng nó mặn thì nó bị kỳ á. Mà thôi, món tiếp theo đi. Sẽ thật là một thiếu sót nếu như mình không ăn cái bản nguyên gốc của mì đúng không mọi người? Mì trộn tương đen, cha chan. Đây, ở sẽ có một phiên bản cay và một phiên bản không cay. Không cay đây và cay đây. Ok, ăn nào. Nghe mùi là thấy là thèm lắm rồi á. Ăn ngon nha. Đối với cái mì này á, các bạn thấy rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần đổ nước sôi vô, xong rồi các bạn đậy nắp lại 4 phút là giống như mì bình thường mình ăn rồi. Còn có một vài cái mì Hàn Quốc là các bạn sẽ phải luộc cái mì trước, tại vì cái sợi nó hơi cứng. Nhưng mà như vậy thì nó rất là, như cái mì này sẽ rất là tiện lợi. Rất ngon nha. Không biết các bạn nào bị giống tôi không, mỗi lần mà tôi nhắc về mì tương đen Hàn Quốc á, là tôi hay, hồi lúc mà tôi chưa bao giờ ăn á, là tôi tưởng tượng cái mì này nó mặn lắm, tại vì nó sốt quá mà, nó sốt quá là mình tưởng là nó trộn chắc nó đậm đà, nó mặn lắm. Mà lúc lần đầu tiên ăn thử mì tương đen á, nhạt toẹt à, tôi kiểu bị thất vọng mọi người ạ.
Nhưng mà cái mì này thấy nha, sợi mì nó dai dai, nó sực sực chứ nó không có bị, không bị cứng. Wow. Mà nó cũng không có bị quá khô. Cái cảm giác là rất là vừa ăn. Nó không nhạt mà nó cũng không quá nè. Mà nó sẽ không, nó có mì, mì tương đen nó sẽ hơi hơi mặn mặn ngọt ngọt mà cũng hơi có một chút xíu đắng đắng và chẳng nữa. Giờ cùng thử thử mì cay như nào. Let's go. Đối với mì tương đen cay thì các bạn cũng làm y chang như thế nhá. À, đây là phiên bản cay nha mọi người. Cái phiên bản cay nó sẽ cay thôi. Chứ có khác nhau. Ý là nó cũng y chang vậy nhưng mà cay nha. Nghĩa là cái này là dành cho bạn nào, tại vì á có nhiều người á, người ta hay bị một cái bệnh vậy nè. Ăn cái gì mà không cay được người ta thấy nó không ngon. Ăn là có phải ngày nào phải hơi cay một chút người ta mới ăn được. Nói chung là cả hai loại lại nào cũng là sợi mì rất là dai. Mà nó không phải dai kẹo cao su đâu nha mấy bạn, không có. Nói chung là dai vừa phải, ăn ngon, sực. Mà nấu không có cần phải luộc cái mì qua. Nói chung là mình chỉ cần đậy nắp 4 phút thôi là cái mì nó đã ok lắm rồi. Cái mì cay cũng nhiều lắm nha. Cái mì cay này á hả, là mình cứ kiểu bị cay á, mình không dừng lại được, mình ăn hoài luôn. Cái cay này nó nghiền nha. Ở trong phim á, còn cái sốt này là người ta hay ăn với cơm đó. Hay để ăn thử với cơm. Để ai vô ăn thử với cơm. Nó đưa tôi cái chén cơm nhìn như cơm cúng gì đó má má. Trời ơi, đã nha. Cái này là dành cho kiểu mình đi về á, mà mình bữa đó mình ham ăn ham uống mà ăn một tô mì xong rồi mình vẫn cảm thấy chưa no á, thì mình sẽ trộn vô để mình ăn á. Hết vậy của bà bảy luôn. Nó hơi cay cay mà nói chung mà ăn cũng ổn á. Cay cay mặn mặn ngọt, nói chung đầy đủ hết tất cả các gia vị đúng không ạ. Tôi tưởng là mình lười làm một cái sốt để chấm cơm ăn. Ngon ha. Nói là đây giờ mình nghĩ là rất hợp với lại những người nào mà lười biếng nhưng mà có sức ăn, mình thích ăn, mình đam mê ăn uống là cuộc sống của mình. Nếu các bạn đói mà các bạn vẫn còn đang chừng chừ thì hãy chơi gì nữa mà hả mua mì trộn tương đen chắc chắn Coreno. Ăn có rất là nhiều loại đồ ăn nữa, rất là chiên nữa. Nhưng mà nó qua nó lại thì tôi nghĩ là ăn với mì, ăn cái mì nguyên bản nguyên gốc của nó vẫn là ngon nhất. Bởi vì người ta cũng đã tính toán coi thử là mình ăn cái này, cái nước sốt này nó hợp với cái gì rồi. Nhưng mà cùng lắm là mình thêm vô như kiểu là xúc xích nè, trứng nè, rau nè, dưa leo nè, tương ớt, tương cà. Hơi nhiều rồi ha. Ăn topping vô thôi. Chứ nói vậy là ổn rồi đó. Nếu mà hết mình trải nghiệm một cái vị mới thì sầu riêng.